Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem lại phần 1 đã được tổng hợp bởi The Reviewer. Sau khi tạm biệt đám trẻ, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đến nghỉ ngơi tại một cơ sở nhà nghỉ có liên kết với sát quỷ đoàn. Ở đây ba chấn bé đủ có thời gian để làm thân. Inosuke chia sẻ rằng bản thân sau lần tổ va với một thành viên của sát quỷ đoàn đã lấy được một thanh Nhật Luân kiếm, từ đó tham gia cuộc thi sát hạch rồi sách kiếm đi bay em khắp nơi. Nghĩ cũng tội nhõi kia thiệt khi gặp đúng đấng ỉn. Mối quan hệ của Tanjiro và Zenitsu cũng được nâng cấp kể từ khi biết được nhan sắc chim sa cá lặn của Nezuko. Zenitsu đã bắt đầu gọi thằng bạn là Oni-chan thay vì thằng đờ bờ rờ rờ chết tiệt để thể hiện tấm chân tình của mình. Zenitsu còn đặt áo trùm cuối in hình Nezuko với chất áo ngon, màu in rõ nét, đảm bảo mặc là mê. Không hứa sẽ giúp Zenitsu có được ngay tình cảm của crush, nhưng sẽ giúp cậu thành chàng sim thời trang hơn. Hãy như Zenitsu, sau thời gian dưỡng thương, tam đại thần đang lên đường đi về hướng đông bắc, cụ thể là ngọn núi Natagumo để nhận nhiệm vụ mới. Khi đến chân núi, ông nhõi Zenitsu bắt đầu lên cơn bệnh, bệnh sợ đi núi vào ban đêm. Ôi bạn ơi, sao mà bạn nhát chết thế? Bạn sợ à? Mà sợ thì kệ bạn chứ. Trong lúc nói chuyện, Tanjiro phát hiện có mùi, cả bọn vội chạy đi kiểm tra, thì phát hiện có một khứa trong quân đoàn đang cầu xin được cứu. Nhưng khi đám Tanjiro lại gần, cậu ta lại bị kéo lại vào khu rừng. Đây chính xác là một lời dụ dỗ hướng thẳng vào nhóm Tanjiro. Hơn nữa có một mùi quỷ rất nồng phả vào trong gió. 99.99% là có quỷ, thậm chí là quỷ rất mạnh. Cả Tanjiro và Inosuke đã sẵn sàng tham chiến, còn Zenitsu thì làm ơn có ích hơn tí được không bro? Phía bên trong khu rừng, những con quỷ đang trực chờ những thành viên sát quỷ đoàn tiếp theo gia nhập hàng ngũ thức ăn dự trữ của chúng. Đã có rất nhiều kiếm sĩ đã đến đây để rồi nhận cái kết đắng. Thậm chí họ còn quay xe chém giết lẫn nhau như những con rối bị điều khiển từ xa. Thanh niên Murata này là một trong số những nhân chứng sống cho màn tự bem nhau đó. Tất cả trải nghiệm kinh hãi đó đã được kể lại cho hai khứa Inosuke và Tanjiro nghe, cùng lời khuyên sức mạnh của con quỷ phải ở cỡ trụ cột. Chứ ngữ chót cấp như tụi Tanjiro thì cũng chỉ nạp mạng. Ở một diễn biến khác, tại đại bản doanh của sát quỷ đoàn, hai trụ cột gồm thủy trụ Tomioka Giyu và trùng trụ Kocho Shinobu đã được nhận lệnh đến núi Natagumo để trợ chiến. Trong khi tình hình chiến sự đang căng dần đều, thì ở một nơi ngoài núi, chàng trai sấm sét của chúng ta đang ngồi nghi ngờ về nhân sinh quan. Không biết lý do gì mình kết bạn với hai thằng kia, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt một tí là cậu sẽ xách đít đi luôn. Cơ bản thế mà không làm được thì bạn bè cái mẹ gì. Nhưng mà khoan, Oni-chan mang ghệ yêu vào trong rồi. Zenitsu chính thức tham gia trận chiến. Trở lại bên trong ngọn núi, tụi Tanjiro đang phải đối đầu với những cái xác và những cái gần thành xác của các thành viên trong đoàn diệt quỷ. Họ liên tục spam chạm vào đám Tanjiro trong trạng thái như bị thao túng. Inosuke thì máu chiến lắm rồi, nhưng Tanjiro ngăn lại vì anh em một đoàn chớ được chém nhau. Điều cần nhất lúc này là phải xử lý kẻ thao túng phía sau. Bằng khiếu giác của mình, Tanjiro đánh hơi được mùi rất ngọt phía sau họ, nên vội cắt đứt rồi báo cho đồng đội. Tác giả đứng sau màn múa rối này là một con quỷ mà tôi tạm gọi là quỷ chi phối. Nó sử dụng những con nhện để kết nối tơ vào người bị khiển, sau đó kiểm soát họ. Tanjiro đã nhận ra mánh khóe này, nhưng không thể cứ mãi cắt tơ hay diệt đám nhện được. Trong bối cảnh mũi của mình đang bị điếc do mùi quỷ quá nồng, Tanjiro bảo Inosuke hãy xác định vị trí của con quỷ rồi đến diệt nó càng sớm càng tốt, còn bản thân cùng Murata sẽ ở lại cầm chân. Tuy nhiên kế hoạch chưa kịp tiến hành thì thêm một con quỷ xuất hiện tên Rui, con út của quỷ chi phối xuất hiện và phán rằng sớm muộn gì đám Tanjiro cũng sẽ bị bà ta làm gỏi mà thôi, rồi rời đi như chưa từng ghé đến. Nhưng thôi, bỏ đi, tầm này việc quan trọng hơn là phải tìm ra quỷ chi phối cái đã. Inosuke sử dụng nha thứ 7 của hơi thở quái thú, cảm nhận không gian để check map khu vực xung quanh. Vị trí con quỷ đã được xác định, biết là một lẽ mà đến được hay không lại là một lẽ khác, nhất là khi phía trước họ còn là một đống rối người. Đương lúc bí bách thường có người hùng ra tay hiệp nghĩa, và lần này gọi tên Murata, cậu sẽ ở lại chặn địch. Việc diệt quỷ giao hết cho Tanjiro và Inosuke, nhưng chưa chạy được bao xa thì cả hai lại phải đối mặt với một đoàn rối khác. Tại vị trí của quỷ chi phối lúc này, ả đang bị con trai gây áp lực vì để đám Tanjiro sống quá lâu. Nếu ả không nhanh chóng diệt gọn tất cả thì nó sẽ mách bố. Điều đó khiến quỷ chi phối rén mạnh, ả tăng cường độ hung bạo lên từng đường tơ của các con rối hòng lấy mạng Tanjiro và anh em một cách nhanh chóng. Bất chấp việc đó làm cho những con rối còn sống phải nhận những cơn đau đớn không ngừng nghỉ, họ đã hết chịu nổi sự hành hạ này nên cầu xin Tanjiro hãy giúp mình được giải thoát. Xuống tay không được mà thả tay cũng không xong. Giữa lúc rối bời như vậy, trong đầu Tanjiro lại lóe lên một ý tưởng. Cậu quẳng tất cả mọi người lên, vắt sợi dây qua một cành cây. Như thế sẽ hạn chế khả năng chi phối của con quỷ. Inosuke thấy cái này sáng tạo phết, thế là cũng hưởng ứng nhiệt tình. Ả quỷ thấy thế thì cay lắm, nên quyết định tung át chủ bài của mình lên sàn. Ghé qua tình hình Zenitsu một chút, sau khi gặp một con nhện đầu người, cu cậu chạy bán sống bán chết. Mục tiêu ban đầu là chạy đến trời sáng, nhưng chẳng biết la bàn định vị ra làm sao mà đến xào huyệt xung quanh lủng lẳng những người chân tay biến dị. Gòi gòi Zenitsu xong rồi, đợt này có khi gia nhập hội này luôn cũng nên. Chợt trong người Zenitsu sinh biến, cảm giác cứ như người bị ốm lên cơn mà chẳng biết lý do tại sao. Chỉ đến khi tác giả gây ra thì thực hư mới được rõ ràng. Tạm gọi con này là nhện người. Zenitsu trước đó đã bị dính độc nhện, thay vì biến thành Spider-Man gia nhập Avenger thì đây sẽ là nhân dạng sau này của cậu. Chỉ sau một tiếng
tiếng nữa thôi, Zenitsu sẽ hoàn toàn bị biến đổi. Trong lúc thằng bạn đang trong tình trạng thời gian sống chỉ có tính bằng phút, thì phía Tanjiro và Inosuke cũng đang gặp khó khi phải chạm trán với quỷ không đầu. Nghe cái tên đã thấy căng rồi, không đầu thì giải quyết làm sao? Tanjiro trả lời luôn, xẻ thẳng từ gốc cổ phải sang nách trái là được. Inosuke nghe chưa ngấm câu đã bật tốc biến lao lên, hậu quả là không chỉ nhận sát thương mà còn bị dính bẫy nhạy. Mén tí nữa là bị đăng xuất đến Tanjiro cũng không ra tay kịp. Sau đó là màn phối hợp chiến đấu của cả hai, trong khi đáng ỉn dọn dẹp hai tay của quỷ không đầu. Tanjiro dùng thức thứ tư xẻ ngang đôi chân, tạo thời cơ cho Inosuke bổ một quả chém cắt đôi con quỷ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể để lũ quỷ cho thêm vật cản ra nữa. Inosuke ship Tanjiro một lèo đến luôn cho lẹ. Khi thấy kiếm sĩ diệt quỷ đến, quỷ chi phối từ ý định chống đối sang buông bỏ, chia cổ ra như mời gọi Tanjiro ra tay. Đây là cách duy nhất ả có được tự do và giải thoát. Thấy như vậy, Tanjiro tung thức thứ năm để con quỷ có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, không quá đau đớn. Cả cuộc đời quỷ của nó đã bị đánh đập hành hạ, tuy mang nghĩa là mẹ, nhưng chưa bao giờ ả được thực sự yêu thương. Nhưng thật may sao cho lúc lìa đời, ả ta đã nhận được ánh mắt hiền hậu của Tanjiro, ánh mắt của một quen đã quên. Trước khi bị bay màu toàn bộ, quỷ chi phối đã cho Tanjiro biết một thông tin quan trọng: thập nhị quỷ nguyệt đang ở đây. Chưa biết đầu cua tai nghèo con quỷ đấy ra làm sao, nhưng Zenitsu đã bắt đầu có dấu hiệu biến đổi, tóc cậu bắt đầu rụng thành mảng. Và đây cũng không phải lần đầu Zenitsu có vấn đề về lông đầu. Ngày xưa, rất xưa ấy, khứa Zenitsu bị cô gái mình yêu gán nợ, cựu lôi trụ đã ra tay giúp đỡ, đưa cậu về dạy cho hơi thở sấm sét. Tuy đã khổ luyện rất nhiều nhưng căn cơ của Zenitsu chỉ có thế, cậu chỉ luyện được duy nhất một thức trong 6 thức của hơi thở sấm sét. Tuy nhiên có một người từng nói, tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần, mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần. Đó chính là sức mạnh cực kỳ ghê gớm của Zenitsu, và nó chỉ phát tác khi cậu ở trạng thái dụ mông. Khi ở trạng thái này, Zenitsu có thể tối ưu hóa cơ thể chuyển động. Sự linh hoạt tuy tăng lên nhưng cậu chỉ vận được duy nhất thức thứ nhất. Con quỷ nhận ra điều đó nên không ngừng spam đòn cùng đám nhện đầu người để ngăn đầu vàng ra tay. Mỗi tội trình con này con lắm. Sau nhiều lần bị đám quỷ ngăn không cho tung đòn, Zenitsu cuối cùng cũng nhìn ra cơ hội. Cậu hít hà lấy hơi cho cú trả, và rồi tiếng sét vang lên. Con quỷ cố tung đòn chặn lại nhưng lực bất tòng tâm. Trong chớp mắt thân ở lại đầu đi nhé. Con quỷ đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Zenitsu tai qua nạn khỏi. Chất độc đã bắt đầu lây lan cực mạnh, tính mạng của cậu giờ như mảnh treo chuông. Nhưng cậu sẽ nghe lời ông, tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc. Từ nhỏ đến lớn, Zenitsu luôn bị coi là đứa vô dụng, không thể trông chờ được gì, bị sư huynh coi thường, bị bạn bè xa lánh, bán đứng. Chỉ có ông là luôn tin vào Zenitsu mà thôi. Tuy nhiều lúc ông cáu ông đánh, nhưng đó là sự quan tâm theo phong cách của ông. Thế nên Zenitsu sẽ không từ bỏ được. Cậu cố gắng dùng hơi thở để ngăn tiến trình phát tác độc, nhưng cũng chẳng biết mình trụ được đến bao giờ. Ở một diễn biến xa xa, Shinobu cùng Giyu đã đến núi Natagumo. Sau khi phát hiện những cái xác của thành viên quân đoàn diệt quỷ, hai trụ cột đã nhanh chóng cho người thu dọn, còn bản thân nhanh chóng di chuyển hỗ trợ người bên trong để có thể giúp đỡ nhiều đối tượng hơn. Shinobu sẽ tách ra di chuyển về phía tây, còn Giyu sẽ thẳng đường tiến lên, trở lại với cặp đôi ối rồi ôi. Trước mặt họ bây giờ là một con quỷ đầu nhện. Cơ bắp của con quỷ này thực sự khủng khiếp. Nó có thể đỡ đòn kiếm của Tanjiro lẫn Inosuke bằng tay không. Đã thế, những cú đấm của nó giáng phát nào là thấm phát đấy. Tình hình lúc này không cho phép họ đấu sức với con quỷ. Thế dùng trí thì sao? Cũng hay nhưng sức nó quá trâu, cho cây đè cũng chẳng xi nhê. Tanjiro tính dùng thức mạnh nhất để chém cổ con quỷ, nhưng đến khi áp sát, con quỷ đã vùng lên vung cây lớn đánh văng Tanjiro xa tít mù trùng dương. Trước khi mất tăm mất tích, Tanjiro bảo Inosuke kéo khó quá thì bỏ, nhất định phải giữ bằng được tính mạng đợi cậu trở về. Nhưng gặp địch thế này thì khó phết ấy. Một lúc sau đó, chuyến bay của Tanjiro đã hạ cánh. Tuy cơ thể vẫn còn ê ẩm sau va chạm mạnh, nhưng mặt trung thì không bị thương tổn gì nặng lắm. Đang tính quay lại trợ chiến cho Inosuke thì sự chú ý của Tanjiro đã va vào cảnh hai chị em nhà Rui. Sau khi chị gái đang lạy lục cầu xin thì thằng em cứ mải chơi tơ nhẹ không một chút đoái hoài. Nhưng sự xuất hiện của Tanjiro đã bị Rui chú ý. Tuy chúng nói là gia đình, nhưng bằng mũi Tanjiro cũng nhận ra giữa hai con quỷ này chỉ tồn tại sự sợ hãi, thù ghét và ghê tởm, chứ không có tồn tại mùi ngọt ngào của gia đình. Câu nói như chạm đến điểm G của Rui. Đương lúc đang khó chịu thì một khứa từ sát quỷ đoàn đến góp tí gáy bẩn. Và như mọi người đã biết, gáy to thì thường đi ăn đồng bằng ăn kít nhé. Chỉ với một câu nói thẳng thật, Tanjiro đã động vào ổ kiến lửa. Giờ là lúc nó trừng trị cái mồm hỗn láo của cậu. Trong khi đó, đúng như dự đoán, Inosuke đang chật vật với con quỷ đầu nhện. Cậu không có ý tưởng nào để chặt chém được đối phương cả, nên chỉ còn đường chạy cho nó an toàn. Từ việc dùng não đến bỏ chạy, đó không phải là phong cách của đấng ỉn. Thế là ông nhõi quay lại để thêm lần nữa test nhân phẩm. Một chạm không được thì ta gia tăng bằng những cú chém bổ sung. Hiểu gì chả xin được một tay. Không may vớ phải thằng liều, quỷ đầu nhện quyết định đéo đánh nữa. Inosuke ư chịu, mãi mới trên thế được tí, nên ba chân bốn cẳng dí theo. Cuộc chiến đã khiến cơ thể của Inosuke tàn tạ không ít, nhưng vì muốn chứng tỏ bản thân là siêu cấp VIP Pro, đấng ỉn vẫn quyết phải săn bằng được cái đầu con quỷ.
Nhưng đó lại là nước đi khiến Inosuke mém đã mất mạng. Con quỷ này có cơ chế lột xác giúp bản thân trở nên to, cao, lực lượng hơn rất nhiều. Lần đầu tiên Inosuke cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến thế. Và đó cũng là lần đầu tiên thanh niên háu chiến này buông bỏ vũ khí chấp nhận số phận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm thế bạn bè nó lại cười cho. Nên thôi, chiến đến hơi thở cuối cùng vậy. Này thì chiến này. Sau một đấm khiến Inosuke choáng váng, con quỷ tiếp tục áp sát. Lần này đứng ỉn né được mà ra đòn phản kích, nhưng cũng vô dụng. Cặp song kiếm đã gãy nát, cơ thể tan hoang. Con quỷ ra sức bóp nát đầu Inosuke. Thôi nào, đừng hồi tưởng nữa, chết đấy, chết thật đấy. Nhưng trời cho triệt đường sống của Inosuke, Giyu đã tới kịp thời giải cứu. Con quỷ có thể hình khủng đấy, nhưng trước thức thứ tư của thủy trụ thì nó cũng không có tuổi bật lại. Inosuke thấy kỹ năng của Giyu thì há hốc mồm. Trần đời cậu chưa từng thấy ai mạnh mẽ đến thế. Chính vì thế nên mồm ông thần này liên tục pressing thủy trụ, khiến một khứa sống hướng nội như Giyu thấy khó chịu, buộc phải trói ông nhõi lại, chứ để đi lông nhông hẹo tại chỗ lại khổ. Trong khi đó tại vị trí của Zenitsu, cậu cũng đã được trùng trụ cứu chữa, nên tạm thời tai qua nạn khỏi. Chỉ còn vị trí của Tanjiro là căng, nhất là khi thanh gươm của cậu đã bị cắt đứt, và phía trước vẫn còn hai con quỷ. Đối thủ đáng gờm nhất là con quỷ tên Rui kia. Tơ của nó cực kỳ cứng chắc, chỉ một chút sơ hở thôi thì xác phân ngàn mảnh ngay. Tanjiro chủ trương tiếp cận con quỷ, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Can cái tội mỏ hỗn dám đả kích gia đình nó là giả tạo. Để rồi giờ đây Tanjiro như con mồi rơi vào lưới tơ. Nhưng tình hình đã được cứu. Nezuko đã lao ra đỡ đòn cho anh trai. Chứng kiến tình cảm anh em tình thương mến thương ấy khiến Rui động lòng. Đó là liên kết mà hắn thèm khát bấy lâu nay, thứ mà những con quỷ trong gia đình chưa từng cho hắn. Quỷ chị gái thấy em như vậy sợ bỏ rơi, nên lắm mồm cầu xin. À, được phép cho thấy giá trị của mình bằng cách dọn dẹp những kẻ mới lên núi. Trở lại với tình cảm của anh em Kamado, Rui sẽ cho phép Tanjiro được sống nếu cậu sang nhượng quyền làm anh trai Nezuko cho hắn. Nhưng tình anh em sao có thể nói sang là sang được. Tanjiro nhất quyết chê, chê và rất là chê. Làm gì có ai trong gia đình có thể rời bỏ nhau được. Chú chắc chưa? Tao chắc chưa. Dù là thế nhưng mà tao không là thế. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Ghê gớm vậy sao? Hộ bố mày cái. Rui chính thức lộ mặt, hắn là Hạ Huyền Ngũ. Trong mắt hắn, gia đình là một cộng đồng nơi mà mỗi người có một trách nhiệm. Cha mẹ là chỗ dựa cho con cái, anh chị thì bảo vệ cho em. Trong cái cộng đồng đó, ai cũng phải hiểu và đóng đúng vai trò của mình. Kẻ nào đi lệch là phải trả giá bằng mạng sống. Đó là cách Rui điều khiển trò chơi gia đình này. Hắn sẵn sàng chiêu nạp những con quỷ yếu, ban cho chúng thêm sức mạnh để chúng gia nhập family trong ngoặc kép của nó. Nếu có bất cứ động thái chống lại nào, Rui sẵn sàng ra tay không thương tiếc. Và bây giờ muốn biết vai trò của Tanjiro là gì? Tầm nay có luyên thuyên tào lao. Tanjiro không mấy để tâm lời con quỷ. Việc cần nhất mà cậu phải làm bây giờ là nghĩ cách đối phó với hoàn cảnh cường địch và kiếm gãy. Trong lúc Tanjiro mải nghĩ kế đối phó, Rui đã bắt Nezuko, không nghĩ ngợi thêm nữa. Tanjiro liền lao đến xanh chín với con quỷ, nhưng buộc phải dừng lại trước những sợi tơ sắc như dao cạo. Đến khi nhìn kỹ thì không thấy Nezuko đâu nữa. Cô bé đã bị Rui treo ngược lên, can tội chống đối hắn. Đau đớn là một nhẽ, nhưng cứ để cô bé như thế, lỡ mặt trời lên thì coi như hết cứu. Tanjiro thêm lần nữa liều mạng, nhưng thực lực đôi bên là quá chênh lệch. Cậu chẳng khác nào bao cát để Rui luyện quyền. Ngay cả khi chém đến cổ hắn thì sức cậu cũng chẳng thể nào cắt được. Game này coi như bỏ thực sự với Tanjiro, nhưng cậu éo bỏ. Nếu mà bỏ tầm này coi như mất em. Tanjiro vận hơi thở và sự tập trung để sử dụng thức thứ 10, thức mạnh nhất của hơi thở của nước. Cậu đã thành công phá được màn pressing tơ, nhưng với những con quỷ đã ở đẳng cấp của Rui, chúng sở hữu skill huyết quỷ thuật. Một mạng nhện với sợi tơ đỏ được tung ra trùm lấy Tanjiro. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh về cha chợt hiện lên trong tâm trí Tanjiro, đặc biệt là điệu nhảy của ông nhân mỗi dịp đầu năm. Nó được biết đến với cái tên Vũ Điệu Hỏa Thần. Bình thường cha của Tanjiro là người ốm yếu, nhưng khi hòa vào điệu nhảy của thần lửa, ông lại linh hoạt đến lạ. Lý do đã được cha Tanjiro bật mí, tất cả là nhờ phương pháp thở. Giác ngộ tuyệt kỹ gia đình, Tanjiro rít lấy hơi thở thật sâu, kết hợp hơi thở của nước với Vũ Điệu Hỏa Thần, tạo nên một tuyệt kỹ cắt được huyết tơ, không thể để nhịp thở lẫn cơ thể bị ngưng đọng. Tanjiro dốc toàn lực lao lên trước khi thế hừng hực của đối thủ. Rui bắt đầu thấy rén, hắn không còn ngạo nghễ coi thường địch như trước, mà đã phải lùi xa tránh bị chạm trực tiếp. Trong tích tắc, Tanjiro đã nhìn ra sợi chỉ tất sát. Bất chấp việc có thể dính chiêu của Rui, Tanjiro vẫn áp sát, quyết phải kết thúc bằng được con quỷ. Một diễn biến bất ngờ xảy ra. Sau khi được mẹ gọi dậy trong mộng, Nezuko đã thức tỉnh huyết quỷ thuật. Cô bé đã thiêu cháy huyết tơ của Rui, tạo điều kiện cho Tanjiro thực hiện cú chém, cắt đứt cổ con quỷ Hạ Huyền. Mọi chuyện đã kết thúc rồi chăng? Không, tất cả chỉ là cú lừa đến từ vị trí của Thường Huyền Ngũ. Trước khi Tanjiro lìa hết đường kiếm, Rui đã chủ động làm rơi thủ, từ đó thoát một mạng. Thế trận giờ đây đã 1000000% không thuộc về Tanjiro, cơ thể thì tàn tạ hết cỡ, dù có vận hơi thở cũng nâu hốp. Với những gì chú bé bán than đã làm, con quỷ quyết phải cho hai anh em ngỏm không toàn thây. Những lúc thế này thường sẽ có cứu tinh, và người đó mang tên Giyu. Sự xuất hiện của thủy trụ sẽ khiến kèo cân hơn, hoặc không. Rui mở bát trước với chiêu phun lực của mình. Nhưng vâng, lại nhưng, nó đã bị vô hiệu hóa bởi thức 11, thức mà Giyu tự tạo, lặng. Và chỉ sau một cái chớp mắt, đầu của Rui đã bị tách khỏi cổ. Nhanh đến độ chính nó cũng chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong khoảnh khắc, Rui đã nhớ lại lý do nó bày ra cái trò chơi gia đình này. Tất cả chỉ để tạo nên tình thân, để gợi ra những ký ức xưa cũ,
ký ức về gia đình của nó, lộn về nhiều năm trước. Rui lúc này là một cậu bé với thể trạng kém. Thâm tâm cậu luôn có một ước ao, một khát khao là được khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa. Ước mơ đó đã thành hiện thực vào cái ngày cậu gặp Muzan. Tuy cơ thể đã khỏe mạnh, nhưng Rui lại thành một con ác thú, không chỉ không ra được ngoài trời nắng mà còn phải ăn thịt người. Không thể để khứa này gây thêm tội ác. Cha của Rui đã tính ra tay kết thúc sinh mạng của con trai, nhưng chưa kịp ra tay thì cả ông và vợ đã bị quý tử sát hại. Trong lúc hấp hối, mẹ Rui đã không ngừng xin lỗi con trai vì bản thân đã không cho cậu một cơ thể khỏe mạnh. Còn người cha, ông đã nguyện đi theo ngay sau khi xuống tay. Chỉ đến khi chuyện đã rồi, Rui mới nhận ra cuối cùng chính Rui đã cắt đứt sợi dây kết nối gia đình, thứ mà hắn hằng ao ước có được. Vào đêm đó, Muzan thêm lần nữa xuất hiện. Hắn tiêm nhiễm vào đầu Rui cái suy nghĩ lỗi là do cha mẹ. Còn Rui thì muốn chạy trốn thực tại nên đã chấp nhận, nhưng thâm tâm hắn vẫn nhớ cha mẹ cồn cào. Dù đã tạo ra một gia đình cho riêng mình, nhưng sự trống rỗng vẫn tồn đọng ở đó. Cuối cùng thứ tình thân hắn hằng ao ước lại luôn là sự viển vông, không thể với tới. Trong lúc thân xác đang bay màu, Rui đã được Tanjiro cho cảm nhận một chút hơi ấm, một thứ ấm áp tựa như thái dương. Với những tội lỗi của mình, chắc chắn Rui khó có thể gặp lại cha mẹ. Nhưng không, họ vẫn ở đó. Họ vẫn đợi đứa con bé bỏng được giải thoát khỏi quỷ dữ để trở lại làm Rui, con trai của họ. Mỗi con quỷ đều có quá khứ và nỗi đau riêng, nhưng không phải ai cũng thông cảm được. Một trong những người đó là Giyu. Quỷ là những thứ ghê tởm, không có chỗ cho lòng từ bi bác ái dành cho chúng. Quan điểm này đúng, nhưng đúng vế đầu. Tanjiro cho rằng những con quỷ biết hối cải, quay đầu thì không nên bị chà đạp như vậy. Dù sao quỷ cũng từng là con người, dẫn chứng chính là Nezuko đó thôi. Giữa lúc đó, Shinobu lao đến tấn công. Giyu đã phát hiện ra nên ra tay bảo vệ hai anh em Tanjiro. Cô ả này cũng rất mạnh, nhưng cái mỏ của trùng trụ mạnh hơn. Nói phát nào là Giyu cay phát đấy. Muốn biết cô sử dụng thế nào thì tời lại vài phút. Shinobu đã có màn chạm trán với quỷ chị gái. Phép của con quỷ này cho phép nó giam giữ kẻ thù trong một vỏ kén, rồi để tan dần ăn cho béo ngậy. Cuộc chiến giữa hai cô ả diễn ra rất nhanh gọn. Nếu như bỏ đoạn vấn đáp của cả hai đi, Shinobu vốn có đôi tay không phù hợp cho việc vận sức, nên nhật luân kiếm của cô được thiết kế dạng đâm, chỉ cần vài chọt là chất độc sẽ vào thẳng đối thủ, là đủ để chúng chết trong đau đớn. Trở lại với thực tại, Shinobu buộc tội Tanjiro và Giyu về hành vi bao che cho quỷ. Mặc cho những lời buộc tội, Tanjiro vẫn nhất quyết bảo vệ em mình. Shinobu thấy thế cũng đồng cảm. Cô sẽ cho Nezuko một liều nhẹ nhàng để ra đi thanh thản. Trước tình hình đó, Giyu bảo Tanjiro ôm em gái hãy chạy trước. Dù có không được vẫn phải chạy, còn mình sẽ ở lại chặn đường. Tuy nhiên không chỉ có Shinobu là kiếm sĩ đáng gờm ở đây, một cô bé khác cũng có khả năng chiến đấu thượng đẳng, đã đuổi kịp hai anh em, không thể để em mình lâm nguy. Tanjiro dùng hết sức bình sinh kéo quả kia lại, rồi bảo em bật tốc biến mà chạy. Sau khi một đá đưa Tanjiro vào giấc, nữ kiếm sĩ tiếp tục dí theo. Cô spam chém, thì Nezuko spam né, cho đến khi một thông báo khẩn được truyền đến từ người đứng đầu của sát quỷ đoàn, yêu cầu tất cả dừng tay, phải bắt sống bằng được hai anh em nhà Tamado về tổng bộ. Ở một diễn biến khác, Inosuke đã được tìm thấy trong tình trạng khá nghiêm trọng. Những ẩn giả của sát quỷ đoàn đã đưa cậu về để chữa trị. Ngày hôm sau, khi Tanjiro thức dậy, trước mặt cậu bây giờ là các trụ cột của sát quỷ đoàn, gồm có Viêm Donut trụ Rengoku Kyojuro, Âm Hào Nhoáng trụ Uzui Tenge, Luyến Hề trụ Kanroji Mitsuri, Nham Cry trụ Himejima Gyogumei, Hà Ngơ trụ Tokito Muichiro. Họ đến đây để phân xử vụ của Tanjiro và Nezuko. Dù đứng trước những kẻ mạnh nhất như thế, nhưng Tanjiro chẳng hề có chút sợ hãi. Cậu chỉ chăm chăm tìm em gái mà thôi. Thấy thằng tội đồ không bị trói khiến xà sim trụ Iguro Obanai khó chịu, anh ta yêu cầu gô cổ cả Tanjiro lẫn khứa đứng xa xa kia. Thủy đụt trụ Tomioka Giyu lại, trùng mỏ hỗn trụ đế lại muốn đào sâu thêm về câu chuyện của hai anh em nhà Tamado để hiểu hơn lý do khiến thiếu niên này đồng hành với quỷ đi săn quỷ. Tuy nhiên các trụ cột khác không nghĩ như vậy, họ muốn xử tử càng sớm càng tốt những kẻ tội đồ có dính líu tới quỷ. Sau khi được Shinobu cho uống một liều bổ phế, Tanjiro đã có thể nói lời bào chữa. Vẫn lý lẽ đó, Nezuko ở nhà ngoan lắm, chưa từng sực ai bao giờ. Nói thế thì như nói, các trụ đều méo tin, đồng ý nhất quyết cao là xử luôn. Trừ Hà trụ vẫn mãi nhìn trời và Luyến trụ muốn để người ấy phán xử. Giữa lúc các trụ đang bàn tán thì trụ cuối đã đến, Phong Sẹo trụ Shinazugawa Sanemi. Trên tay cậu ta là thùng gỗ chứa Nezuko ở trong. Thanh niên này chủ trương muốn ép Nezuko phải bộc lộ tính quỷ trong người, nên không ngại rút kiếm xiên không ngừng vào bên trong. Hành động đó đã kích máu điên của Tanjiro. Ban đầu thì cậu dùng ngôn từ lý lẽ, nhưng thấy phong trụ vẫn tiếp tục hành vi, bao máu xấu cơ nổi lên. Cậu lao đến sử dụng thiết đầu công, đập gục phong trụ, làm trụ cột mà thiện ác không phân minh. Thì rửa tay gác kiếm mẹ đi cho rồi. Thấy thằng này láo quá, Sanemi tính xẻ luôn làm sashimi. Nhưng vị ấy đã đến, một người có dung mạo của một kẻ mắc trọng của trọng bệnh. Ngay khi ông xuất hiện, tất cả các trụ đều cung kính quỳ gối. Kể cả Sanemi từ đầu nhìn rất bố láo, cũng phải hành lễ một cách kính cẩn. Vị đó chính là Ubuyashiki Kageya, chúa công của sát quỷ đoàn. Ngài đã xem xét và chấp nhận hoàn cảnh của hai anh em nhà Kamado. Tuy nhiên phần đông những trụ cột đều phản đối. Họ không thể tưởng tượng một con quỷ đi cùng một kiếm sĩ trong tổ chức được, đặc biệt là phong trụ, kẻ cực kỳ căm ghét loài quỷ. Để thuyết phục các trụ cột, ngài chúa công đã cho mở bức thư của ông Urokodaki Sankonji. Trong bức thư, cựu thủy trụ đã cam đoan rằng Nezuko là một con quỷ tốt. Nếu trong trường hợp cô bé bộc phát tính quỷ hại người, thì ông cùng Giyu và Tanjiro sẽ mổ bụng để đền tội. Dù là thế nhưng gã Sanemi vẫn nhất không nghe.
Bởi dù cả ba người họ có mổ bụng thì cũng đâu cứu được những người bị hại. Tương lai là thứ không thể biết rõ. Nezuko có hoặc không ăn thịt người. Nhưng có thực tế rằng cô bé đã kiềm chế cơn thèm trong suốt 2 năm trời. Giờ muốn thắng kèo này, phía trụ phải cho ra luận điểm cực kỳ thuyết phục hơn. Hơn nữa Tanjiro là người duy nhất thấy được mặt Muzan, và cậu là đối tượng mà hắn nhắm đến. Chắc chắn rằng hai anh em nhà này có cái gì đó khiến cho chúa quỷ thèm khát. Liệu luận điểm này đã giúp một anh em được sống chưa? Câu trả lời là chưa. Không chỉ múa mõm nữa mà phọng trụ còn làm thực tế luôn, bằng cách tự cứa tay để máu chảy vào trong hộp. Nhưng mà thí nghiệm ngoài trời vậy thì quỷ nào mà lộ. Sanemi đã nghe tôi, đưa Nezuko vào trong nhà để hành sự. Tanjiro thấy con bị hành thì sót, muốn lao lên giải cứu ngay nhưng đã bị xà trụ ngăn lại. Anh ta đã ngăn dòng thở của Tanjiro, cậu càng cố dùng hơi thở thì càng đau đớn. Nezuko lúc này đã được thả ra với khuôn mặt đã căng lắm rồi, nhưng ý niệm về gia đình, những lời mà ông Urokodaki truyền đạt đã kiềm hãm con quỷ trong cô bé, mà Che không thèm động thủ. Chứng kiến hành động của Nezuko, các trụ đã hết lời phản đối. Giờ là lúc để Tanjiro cùng Nezuko phải đền đáp lại niềm tin của những người đã đặt vào họ. Giọng điệu ấm áp của chúa công khiến cho Tanjiro như được nhẹ nhõm, mà buột miệng tuyên bố mình sẽ đánh bại Muzan. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, trình của cậu phải tu luyện thêm rất rất nhiều nữa thì mới sờ được vào móng chân của chúa quỷ. Điều cần nhất mà Tanjiro có thể làm bây giờ là đuổi kịp các trụ cột. Những con quái vật đã rèn luyện bất chấp sống chết để có thể diệt được cấp độ thập nhị nguyệt quỷ. Trước khi buổi họp trụ cột kết thúc, Shinobu đã đề xuất thu nhận Tanjiro về điệp phủ, vừa tiện chăm sóc vết thương vừa tạo điều kiện rèn luyện. Yêu cầu được thông qua, Tanjiro được đội ẩn giả ship đến điệp phủ, nhưng cậu chưa chịu, ít nhất phải để mình húc trả tên phòng trụ khốn kiếp cái đã. Thấy thằng cu này thất lễ, Muichiro đã bắn hạ Tanjiro tại chỗ. Trước khi hai anh em bị đưa đi, chúa công đã nhờ cậu gửi lời chào tới Tameyo. Hai người này có quan hệ gì với nhau? Cái này tôi chưa biết. Sau khi được đưa đến điệp phủ, Tanjiro đã gặp lại cô gái bữa nọ truy đuổi Nezuko, được biết đến là người kế thừa của chồng trụ, Tsuyuri Kanao. Kanao cũng là người từng vượt qua bài khảo thí cùng Tanjiro để có được ngày hôm nay. Cô gái này đã phải trải qua khởi đầu cuộc đời đầy bất hạnh. Sống trong đủ loại đau khổ thì con người ta sẽ hết cảm giác đau khổ. Câu này đúng với Kanao của cái thời xưa cũ. Chính cựu hoa trụ Kocho Kane, chị gái của chồng trụ hiện tại, đã giải cứu cô bé khỏi tay một lái buôn nô lệ. Tuy đã có một gia đình mới, nhưng Kanao đã bị chai sạn cảm xúc, dẫn đến việc trở thành khúc gỗ chẳng nói chẳng rằng gì, ngay cả đưa ra quyết định cũng chẳng dám. Để giúp cô bé có thể lựa chọn, hoa trụ đã tặng cho cô một đồng xu, sắp ngửa ra sao tùy cô lựa chọn đường lối. Ngay khi bước vào phòng bệnh, Tanjiro đã gặp lại các homie của mình, cả Zenitsu lẫn Inosuke đều đang chữa trị trong điệp phủ. Nezuko được sắp xếp cho một căn phòng hạn chế ánh sáng, ở đây cô bé có thể yên tâm để ngủ hồi sức. Sau một thời gian dưỡng thương, đám Tanjiro cuối cùng cũng bình phục. Họ sẽ bước vào giai đoạn tập luyện. Tanjiro và Inosuke là những đứa khỏi trước nên bắt đầu từ sớm. Mỗi khi hai khứa này trở về là mặt mũi như bị rút sạch sức lực. Ngày Zenitsu phải tham gia đã đến. Khóa huấn luyện gồm 3 bước. Đầu tiên là giãn cơ thể sau thời gian liệt giường, tiếp đến là luyện phản xạ bằng cách hất thuốc trong các cốc trà vào nhau. Cuối cùng là luyện toàn thân thông qua trò đuổi bắt. Dưới sự tham gia của Aoi và Kanao, trước những hạng mục khó nhằn này, Zenitsu phải gọi hai thằng bạn ra ngoài để xả cho một trận vì cái tội hà cớ làm sao mà hai khứa được hú hí với gái mà méo rủ anh em đi sớm hơn. Thật là quá quắt thật sự. Với tinh thần hưởng thụ cao độ, Zenitsu dễ dàng vượt qua các bài thử thách một cách dễ dàng. Thấy cu tóc vàng làm easy quá, Inosuke cũng hưởng ứng làm theo và cũng thắng. Trong khi đó Tanjiro thì bất lực vẫn hoàn bất lực, nhưng hai khứa đó chỉ ăn khi đối đầu với Aoi mà thôi, chưa vào cũ với Kanao thì bị hành cho ra bã. Thậm chí do thua nhiều quá, Zenitsu và Inosuke bị sốc mà xin dừng cuộc chơi. Chứng kiến sự nỗ lực của Tanjiro, tam nữ đã gợi ý cho cậu về skill hơi thở tập trung toàn phần, một kỹ năng mà chỉ các trụ cột và những kẻ kế thừa như Kanao mới có. Nhận ra đây sẽ là cánh cửa để mở ra cơ hội nâng cao kỹ năng, Tanjiro đã bắt đầu bước vào quá trình huấn luyện nâng cao, nhưng việc ấy cực kỳ khó khăn. Ngoài những bài tập để hồi phục thể lực, Tanjiro còn tăng cường luyện hít thở để tối đa khả năng vận và điều khí trong cơ thể. Thậm chí cậu còn nhờ tam nữ ra tay đập mình nếu bản thân không duy trì hơi thở toàn phần. Sau một thời gian thăm ngàn không ngừng nghỉ, Tanjiro đã dần thức tỉnh được năng lực bản thân mà vượt qua màn thổi bình bầu cỡ mini. Chứng kiến thằng bạn đã thăng tiến quá dữ dằn, Zenitsu và Inosuke quyết định sẽ quay lại khóa huấn luyện. Hỏi Shinobu thì quá khó để làm, hỏi Tanjiro thì quá khó để hiểu. Thôi thì hai đứa bắt đầu với những gì cơ bản nhất vậy. Một thời gian sau đó, kiếm của cả Tanjiro và Inosuke đã được ship tới. Nhưng chưa kịp vui mừng thì người rèn kiếm cho Tanjiro, Haganezuka, đã lăm lăm con dao muốn xiên ngay thằng nhóc vì cái tội làm gãy kiếm của anh đã rèn. Cái tội này có chết 100 lần cũng khó mà đền được. Phía thợ rèn kiếm của Inosuke, Kanamori có phần hiền hòa hơn, ăn nói đâu vào đấy, thấu tình đạt lý. Cho đến khi đấng ỉn làm chuyện khó chấp nhận, Inosuke lấy đá ghè kiếm để tạo răng kia. Một cái đã khó cứu nay còn tận hai, khiến cho Kanamori cay vờ lờ. Tầm này mà có vốc lá ngón là ông nhét ngay vào mồm Inosuke ngay vào luôn. Sau thời gian khổ luyện vất vả, Tanjiro cuối cùng cũng tu thành chính quả. Từ trò đuổi bắt đến hất thuốc, cậu đều win trước Kanao. Trước diễn biến đó, Inosuke và Zenitsu lại đâm đầu vào luyện tập tăng cường, không thể để thằng bạn bỏ mình xa thêm. Trong lần thăm khám cuối cùng với Shinobu, Tanjiro đã hỏi cô về vũ điệu hảo thần.
hay hơi thở của lửa, rồi kể đầu cuối chuyện của mình. Shinobu tuy không biết gì về những thứ đó, nhưng đã gợi ý cho cậu đến hỏi Viêm Trụ, biết đâu lại có được thông tin hữu ích nào đó. Nhắc đến Viêm Trụ Kyojuro, anh đã nhận một nhiệm vụ liên quan đến một con tàu xuất hiện quỷ hại người. Và nhiệm vụ này có sự góp mặt bổ sung của cả bộ ba Tanjiro, Zenitsu và Inosuke với vai trò hỗ trợ Viêm Trụ. Trước khi rời đi, Tanjiro đã đến chào hết tất cả mọi người trong điệp phủ. Riêng Kanao, cậu đã dành cho cô một món quà đặc biệt. Sau khi nói chuyện và biết được việc Kanao chỉ quyết định bằng cách tung đồng xu, Tanjiro đã dùng chính cách đó để mở cửa trái tim cô nàng. Nếu mặt trước từ giờ trở đi, Kanao phải tự đưa ra quyết định của chính mình. Trời không phụ lòng người, hành động của Tanjiro đã thả một quả thính siêu to khổng lồ, khiến cô bé không cảm xúc như Kanao bắt đầu rung rinh cực mạnh. Để hoàn tất khóa huấn luyện, bộ ba thần đăng đã thực hiện thử thách thở bình bầu khổng lồ và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Ba đứa bắt đầu một hành trình mới với một cuộc chiến cực kỳ căng thẳng. Trong thời gian cả ba dưỡng thương, một cuộc gặp mặt bất thường giữa các hạ huyền và Muzan đã diễn ra. Do những con quỷ này làm việc không năng suất, đã thế còn thường xuyên phải thay thế, nên chúa quỷ muốn tinh giản biên chế, tiêu diệt toàn bộ hạ huyền. Chỉ có duy nhất hạ huyền nhất còn sống và được bút thêm máu của Muzan với nhiệm vụ chứng minh thực lực của mình bằng việc lấy mạng của Tanjiro. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra sắp tới? Tất cả sẽ có trong phần sau của Kimetsu no Yaiba Season 2. Riêng movie Chuyến tàu bất tận thì vì lý do bản quyền nên sẽ khó khăn trong việc recap. Đặc biệt là nếu anh em ủng hộ thêm cho phim này hay phết, một kênh Facebook chuyên bàn luận về phim, review, fact net hay fact cánh cụt, gì cái gì về phim cũng có. Hẹn gặp lại mọi người trên phim này hay phết, cộng đồng của chúng ta. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.